Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đồng bằng Nam Bộ và muốn biết người dân và các hoạt động sản xuất ở đồng bằng Nam Bộ có những đặc điểm gì hay, thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tiết địa lý qua bài học Người dân ở đồng bằng Nam Bộ, hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. Hoạt động thứ nhất của cô, quan sát xem hãy kể tên một số dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ. Chúng ta cùng nhau quan sát xem. Các con thấy đây là dân tộc nào? Đó là người Kinh. Và đây là dân tộc Hoa, mình hay gọi là người Hoa. Và đây là dân tộc Chăm. Và đây là dân tộc Khmer. Vậy các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là những dân tộc nào? Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Ở Tây Nam Bộ, người dân thường làm nhà ở đâu? Và nhà của người dân ở đồng bằng Nam Bộ trước kia như thế nào? Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo. Các con hãy quan sát xem. Các con thấy đây là nhà ở của người dân đồng bằng Nam Bộ trước kia. Chỉ là những căn nhà lá, có thể là lợp tôn hoặc là những căn nhà được làm bằng lá. Thì ở Tây Nam Bộ, người dân thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch. Và nhà của người dân đồng bằng Nam Bộ trước kia đơn sơ. Vậy hiện nay nhà cửa của người dân ở đồng bằng Nam Bộ thay đổi như thế nào? Các con quan sát hình sau đây. Hiện nay nhà cửa của người dân ở đồng bằng Nam Bộ có nhiều thay đổi. Nhiều ngôi nhà kiên cố khang trang được xây dựng. Tiếp theo, phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long là gì? Thì các con quan sát ở các hình này. Vậy thì phương tiện đi lại phổ biến của người dân đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là xuồng và ghe. Các con đã thấy như trên hình, vì người ta thường xuyên di chuyển trên nước. Tiếp theo chúng ta cùng đến với trang phục và lễ hội. Vậy trang phục phổ biến của người dân Nam Bộ là gì? Trang phục thường ngày của người dân đồng bằng Nam Bộ trước đây là áo bà ba và chiếc khăn rằn. Các con xem những hình ảnh sau đây. Đây là áo bà ba và khăn rằn. Kể tên các lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Nam Bộ. Thì lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ có những lễ hội như lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang, lễ hội Núi Bà ở Tây Ninh, lễ cúng trăng của đồng bào Khmer, lễ tế thần cá ông của làng chài ven biển và còn rất nhiều lễ hội khác nữa. Chúng ta cùng nhau xem các hình ảnh sau đây. Đây là lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang. Đây là hội xuân Núi Bà ở Tây Ninh. Đây là hội đua ghe ngò của người Khmer. Và đây là lễ cúng trăng của đồng bào Khmer. Người dân Nam Bộ tổ chức lễ hội nhằm mục đích gì? Người ta tổ chức lễ hội để cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống.
theo chúng ta sẽ tìm hiểu, đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Vậy đồng bằng Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước? Thì đồng bằng Nam Bộ có những thuận lợi sau đây. Đó là đồng bằng lớn nhất cả nước. Đất đai màu mỡ. Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào và người dân cần cù lao động. Và đây chính là điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa và vựa trái cây lớn nhất cả nước. Vựa lúa, trái cây ở đồng bằng, lúa gạo và trái cây ở đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu? Thì phần lớn lúa gạo, trái cây ở đồng bằng Nam Bộ cung cấp trong nước và xuất khẩu. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ họ trồng cây gì và các sản phẩm của các cây trồng đó? Thì người dân ở đồng bằng Nam Bộ họ trồng lúa và cây ăn quả. Sản phẩm của các cây trồng là thóc, gạo và trái cây. Đây là những cánh đồng lúa. Và đây là trái cây. Và quan sát các hình dưới đây kể tên thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ. Các con thấy hình thứ nhất đó là gặt lúa. Hình thứ hai là tuốt lúa. Hình thứ ba là phơi thóc. Hình thứ tư là xay sát gạo và đóng bao. Và hình thứ năm là xếp gạo lên tàu để xuất khẩu. Các con xem những hình ảnh sau đây. Đây là những hình ảnh người dân gặt và tuốt lúa. Đây, người dân đang gặt lúa và bắt đầu tuốt lúa. Tiếp theo là họ phơi thóc và xay sát thành gạo. Đây là hình ảnh họ đang phơi thóc và xay thành gạo. Và cuối cùng là họ xuất khẩu gạo và tiêu thụ trong nước. Vậy thì quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu gồm có các quy trình sau. Đầu tiên là gặt lúa. Tiếp theo là đến tuốt lúa. Phơi thóc. Xay sát, nóng bao. Và xếp gạo lên tàu. Rồi các con lại nhớ quy trình này chưa nào? Cô nhắc lại, quy trình thu hoạch và chế biến gạo gồm có gặt lúa, rồi đến tuốt lúa, phơi thóc, xay sát, đóng bao và xếp gạo lên tàu để xuất khẩu và chuẩn bị trong nước. Và chúng ta quan sát hình dưới đây kể tên một số trái cây ở đồng bằng Nam Bộ. Các con thấy ở đồng bằng Nam Bộ trồng rất nhiều trái cây. Đây là đu đủ, chôm chôm, mít, dứa, còn gọi là thơm, xoài, sầu riêng, dừa, dưa hấu, mận, quýt và còn rất nhiều trái cây khác nữa. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và xuất khẩu gạo lớn nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần nuôi và đánh bắt nhiều thủy hải sản của đồng bằng Nam Bộ. Thì mạng lưới sông ngòi ở đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm gì? Thì các con sẽ quan sát được đồ sau đây. Đây là đồng bằng Nam Bộ. Các con thấy ở đồng bằng Nam Bộ có rất nhiều sông. Kênh rạch. Đây là các con kênh rạch.
hình thì chúng ta thấy mạng lưới sông ngòi trên rạch của đồng bằng Nam Bộ dày đặc và chằng chịt. Và đây là nơi thuận lợi để nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. Đây là các hoạt động nuôi và đánh bắt thủy sản của đồng bằng Nam Bộ. Đây các con nhìn thấy, đây là bè nuôi cá trên sông Hậu. Và người ta nuôi cá tra, cá ba sa ở vùng nước lợ. Và nuôi cá trong lòng, nuôi tôm trong lòng. Và đây là các sản phẩm thủy sản, gồm có cá tra, cá ba sa, mực, tôm. Đây là những mặt hàng chúng ta được sử dụng trong nước và có thể xuất khẩu trên thế giới. Vậy thủy sản của đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở đâu? Đó là được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Qua bài học này thì chúng ta có được một kiến thức như sau: nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước. Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Đây là đặc điểm và những thuận lợi của đồng bằng Nam Bộ. Thì bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe. Các con có thể tìm hiểu trên mạng về các lễ hội và các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ để có thể tiếp thêm cho mình nhiều kiến thức. Và tôi chúc các con học